Mỗi khi nhắc đến những tài năng trẻ của Liên Quân Mobile, bạn sẽ nghĩ đến cháu Mạc Kỳ của Bacon Time Thái Lan, Thần Đông Sài Gòn UA, vẫn là Thần Đông Sài Gòn nhưng là khoa, hay là Baby Shark 0322 với khuôn mặt baby cùng bản năng săn mồi của một chú cá mập. Thực ra thì ai cũng ở độ tuổi con cháu tôi thôi, nhưng mà xét về trình độ lẫn thành tích thì tôi xin được dành lá phiếu điểm 10 cho 0322, cũng là ga tàu mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ ghé qua nhé. Baby Shark 0322 tên thật là Guo Guangwei, tạm dịch là Quách Quán Vĩ, sinh ngày 22 tháng 3 năm 2003, vị trí sở trường là xạ thủ với các con tướng tủ là Hayate, Cafeni, Thon, Moran và Violet. Khoảng thời gian đầu ở đội trẻ của Mad Team, 0322 thi đấu ở vị trí trợ thủ. Anh đã cùng Mad Team đạt một lần quán quân và một lần á quân ở bộ môn Liên Quân Mobile tại S6 Legend City Tournament Grand Champions. Trong trận đấu đầu tiên cùng Nin, Du Dông và Star, 0322 lại chơi ở vị trí trợ thủ. Anh đã có những trận đấu rất thành công với Oma hay Bandung. Nhìn yêu thương nhau vậy thôi, nhưng mà đội hình với bộ đôi trợ thủ 0322 và Adenein lại không hoạt động hiệu quả như mong đợi. Mùa giải cuối năm 2019, coi như bỏ với Mad Team. Khủng hoảng còn lớn hơn khi Star rời đội và để lại khoảng trống lớn ở đường giữa. Đây cũng là lúc mà Cucu và Fanta được chiêu mộ để mở ra con đường xạ thủ lừng danh của 0322. Đầu năm 2020, Mad Team chủ trương tâm linh lên chùa cầu nguyện cho một năm thi đấu thành công. Ban huấn luyện cũng không quên bồi bổ cho 0322 trà sữa, rồi đến gấu bông. Sau khi nhận thấy những dấu hiệu của ngải heo nhập, ban huấn luyện gấp rút cho 0322 đi tập thể hình nhưng lại cũng không cứu vãn nổi. Và đây là hậu quả. Ăn Tết 2020 xong, 0322 trở lại tập luyện với thân hình cute lạc lối. Những ông gầy như nên thì thích 0322 là phải rồi. Nhưng 0322 lúc này lại bị Du Dông ghim vì sắp xoán ngôi ú của Du Dông. Và nụ cười đầy sát khí này của 0322 báo hiệu lối chơi xạ thủ máu lửa, máu chiến và đầy nguy hiểm của anh chàng này. APL 2020 là giải quốc tế đầu tiên của 0322 với vị trí đường rồng. Dù không được đánh giá cao khi hụp lặn trong khủng hoảng nhân sự, 0322 cùng với Mad Team loại Team Flash ở tứ kết. Nein đã hoàn thành được những gì mà anh ấy mong muốn rồi. Nein đang chủ động đánh nhà, chúng ta đang cố gắng phòng ngự với những gì còn sót lại. Tạm thời là hết lính, nhưng Team Flash sau quả cầu băng xương của Xuân Bách thì cũng là hết người. Và sau đó là tuần lính tràn vào, Team Flash chính thức trở thành cựu vương. Và qua đó thì Mad Team sẽ là đội tuyển đầu tiên góp mặt tại tứ kết để tái ngộ với đội tuyển cùng khu vực của mình đó là Flash Group. Mặc dù sau đó thất bại trước Flash Group ở bán kết, nhưng kể từ đây Mad Team đã có thể tự vực dậy. GCS mùa hè 2020, những cú chỉ của Cafeni thực sự thốn khi Flash Group thả con bài này cho 0322. Sau đó họ lên ngôi vô địch và tiến tới AIC với vai trò là giống số 1 của Đài Bắc Trung Hoa. Từ đây, thế lực ngày nào của GCS bắt đầu sống lại và lợi hại hơn xưa. Chức vô địch AIC 2020 là minh chứng rõ nhất khi một mình Mad Team lần lượt loại những đối thủ sừng sỏ là Box Gaming, Buridam, Flash Whoop và cả Team Flash. Lối chơi của 0322 là độc lập với những quân bài như Hayate và giữ vị trí farm tốt với Cafeni hay Moran. Trong trận chung kết cuối cùng tại AIC 2020, Sài Gòn Phantom đã cố muốn ghìm chết Moran của 0322 và đây là cái kết. Hết luyện ngục rồi và bị trói lại bởi ngục tù Vĩnh Hằng, đây sẽ là điểm chiến công đầu. Mắc cũng đã xuống này đến nỗi siêu mít Xuân Bách bằng cái cây cú. Má thằng cũng là ai giữ vị trí kìa, nó giữ vị trí tốt không anh em? Má cái thằng này, thế nó giữ vị trí quả đấy cũng nhận phải đánh giá cao không 32 thật. À, kìa nó lùi kìa, xa tít. Ui ôi, nó lùi, lúc còn dích nó không thể là tốc biến được. Thằng này nó khôn lắm anh em ạ, anh em chơi cùng nó biết. Nó biết là con dích kiểu gì tốc biến hay sao ấy.
nó đứng tít trong luôn. FMVP của AIC 2020 đã thuộc về 022. Tôi đố công tìm được tuyển thủ nào mới 17 tuổi đã có danh hiệu cá nhân ở giải thế giới ngoài 022 đấy. Và việc có mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải cũng là điều đương nhiên thôi. Quá xuất sắc nên 022 được ban quản lý tặng một chuyến nghỉ dưỡng cực chất. Lại còn được chuyên gia dạy riêng hẳn một khóa khỏa thân dưới nước cơ. Nhưng mà khóa học khỏa thân dưới nước thật là tai hại cho 022 cái kết là như này đây. Năm 2021, Metin tiếp tục thay đổi đội hình ở vị trí đường ta thân và đường giữa. Những thành viên mới như Sin, Pika hay Bobo đều không có được phong độ ổn định. Mọi thứ còn rối ren hơn khi nên tạm ngừng thi đấu vì lý do sức khỏe. 022 được chuyển sang vị trí đi rừng và gánh team mệt nghỉ vì những hạn chế của Sin hay là Pika. Khoảnh khắc 022 cùng Phú bất lực khi thất bại khiến rất nhiều fan của Metin phải xót xa. Đến nay, dù Metin đã sớm gọi bổ sung Kato về đi rừng, mà dù Zong trở lại vị trí solo đường ta thần, nhưng hành trình tìm lại phong độ của Metin vẫn còn nhiều trắc trở. Trong khi Pika Sin đang nhởn nhơ chơi đùa, thì Baby Shark 022 đang phải chống cảm vắt não xem làm thế nào để đưa Metin đến playoff GCS. Bức ảnh gợi nhớ hình ảnh nên ngày nào cũng vật vã những cách cứu vớt Metin. Lẽ nào đây là lời tiên tri của những đôi vai hệ gồng gánh? Con nhỏ mà đã phải những việc trọng đại, đến nỗi tóc dài khi nào không hay luôn. Người hâm mộ còn nhìn thấy Baby Shark lại ốm thêm đôi chút thì phải. Dù sao, cũng chúc cho Baby Shark 022 và Metin thi đấu thật tốt. Nhưng mà AIC 2021 là của Việt Nam nhé. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại top play của FMVP AIC 2020-022. Còn bây giờ thì hãy bấm like, subscribe để chờ đợi những chuyến tàu nhanh ngày lẻ hấp dẫn hơn trong tương lai nhé. Bye bye anh em. Nhìn lại những pha thi đấu xuất sắc nhất của 2022 trên chặng đường đưa Metin đến với chức vô địch AIC 2020. Phối hợp ăn ý với Zip của Cucu, 2022 đưa bão phi tiêu và hàng sau của Bóc Kim Minh để có được cú triple kill và giúp Metin vượt qua sóng gió ở vòng tứ kết nhanh thua. Mạnh quá đến vị trí 2022 rồi. Cầm tình có giao tranh tốt, đối phương một người tới con rồng bạn chúa này, chúng ta đánh thẳng đối phương luôn. Băng vào khi cái link kích đấy từ vị trí của Opa. Và chúng ta mất đi ra hồ mạnh đến từ NDZ. Đây là một pha nuốt lăn lông lốc quá đẹp và chúng ta bị hủy diệt bởi bên phía của đối phương. Ara sẽ là người tiếp theo. Sát thủ trẻ tuổi của Metin bắn chai may với Yon và có được triple kill trong trận bán kết với Team Flash. Từ lại đội bạn vẫn đang có mặt ở đây. Metin muốn ép giao tranh hãy coi chừng, hãy để ý bão từ trường vừa nói xong thì nó hất tung hai người của bên phía Team Flash lên và Boy ngay lập tức phải nằm xuống rồi. Đây bị tìm thấy bởi Du Dông nhưng Daim đang cố gắng thoát đi được. Daim liệu có thả diều được hay không đây? Đây vẫn đang là hơi khó chơi dành cho Daim khi không có một ai bảo kê cho xạ thủ bên phía Team Flash cả. Mất đi rất nhiều người đến từ Team Flash rồi và đây có thể sẽ là ván thua đầu tiên. Tiền chuyển trong giao tranh và gây ấn tượng với lượng sân thương khổng lồ, các fan y của 022 đơn giản là không thể ngăn cản. Sẽ mất đi đường lính siêu cấp cuối cùng và chưa thể giao tranh. Đồng Nam đang gặp nguy hiểm. Thì mệnh như thế được sử dụng, Đồng Nam bấm qua cầu băng xương. Red đang ở một bên thi đấu cùng với Nain. Ở đây thì hết có chiêu rồi. Ủa? Sài Gòn Phantom có lẽ được Nain là sẽ tan vỡ chăng khi mà 0322 vẫn không bị hay đụng vào. Và nhìn 0322 bắn kìa, nó là quá đau đớn với những gì mà chúng ta nhìn thấy. Quá nhiều đồ chơi, anh ta còn quá nhiều đồ chơi. Anh ta còn đó là vừa mới sử dụng xong cho mình cung tà ma, bây giờ anh ta còn hồi sinh đến từ chính bản thân mình. Thậm chí sau khi hết hồi sinh anh ta còn liền và chiến thắng dành cho bên bán kết nhánh thua chứng kiến quân bài Hayate của 022 hủy diệt Buriram Guilted Esports với một tình huống băng trụ bằng chiêu cuối cực kỳ quyết đoán. Cấp khu vực đường dưới và đón đã bị bắn hạ với những phát hẹn mất đi cho mình, đó là cầu băng xương. Fanta bị bắn bởi pháo từ quan sát thương là chưa đủ, băng vào đến vị trí của băng phi tiêu của 32 quá đẹp, bắt tại đây nó khiến cho Nunu lên bản điểm số cùng với cả Zombie nữa. Máu đỏ đến từ vị trí của F1, không, F1 đã phải lên bản điểm số rồi. Kana rất khỏe đến từ vị trí của Buriram Esports đang phải cong mình lại để phòng. 022 đã tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của quái vật Hayate trong tay mình. Nếu bí quá thì bỏ đường này cũng được. Khi mà đội bạn có 5 người và đang ép đánh vào đến từ bên phía của Metin và họ lại hủy diệt Team Flash thêm một lần nữa rồi. Tôi đã nghĩ đến điều này và tôi muốn rằng là Team Flash có thể chấp nhận bỏ đi một đường lính siêu cấp ở trong một hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó.